biển Đà Nẵng, núi Sơn Trà, bình minh trên biển, xa là núi Sơn Trà. Cha và con tắm mát quá à. Mọi người đi biển rất sớm. Đang xa có một hòn đảo nhỏ, đó là Cù Lao Chàm, sau cái nhà vuông đó là núi Ngũ Hành Sơn. Sóng vỗ rì rào, con đi tắm với ai? Mắc cỡ. À, chị Hiền, chị Thanh. Chào lắm. Anh xinh đẹp. Chị Thanh sáng mô đi tắm biển cũng sớm ấy. Em thích đi quay cảnh. Em sẽ làm YouTube, bắt đầu tập làm YouTuber, mọi người ủng hộ nha. Về đăng ký ủng hộ nghe. Rồi cảm ơn. Rồi đi đi. Bye. Một ngày tốt lành, chúc một ngày tốt lành. Mặt trời đã lên cao rồi, chiều mình ra biển. Ô, nàng tiên cá xinh quá. Nàng tiên cá cười đi. Em làm YouTube đó, chị cho phép nha hả? Cảm ơn chị. Mặt trời lên cao rồi, xuống biển thôi ẩn ơi. Xuống biển bơi ha. Ô, chị Tâm, chị Hàn. Bữa nay mình ra biển sớm hả? Thôi, mình ra biển đây. Mấy chị ơi, biển rồi. Còn mình có 17. Mấy chị ơi, em hôm nay là em quyết định em làm YouTube. Em đưa lên YouTube cho nên là các chị cho phép thì em quay vào. Còn chị nào không có phép thì em không nhầm quay. Quay hết đi. Quay hết ha. Thoải mái, bây giờ là giới thiệu sơ đây. Chị Hành nè, chị Ấn nè. Chị... chị Hành nè. U70, U79. À, 79 nè. Chị Thái U... chị Thái đó hả? Chị Thái đang bơi tới. Chị Thái 72, chị Thái ơi. I love you. I love you too. Chị là tên chị? Chị giới thiệu đi. Thái Hoàng Thị Thái. Chị Thái mấy tuổi rồi? Hai. Mới có 27 à. Con chị. Biết tâm này. Có 16 à. Nàng đang bơi tới, đây. Một nàng đang bơi tới, xinh ơi là xinh. Bơi nhanh lên. Mình làm YouTube mà mình làm trên sóng á, cho nên là cái màn hình nó hơi nhấp nhô. Các bạn xem chóng mặt thôi cả nha. Rồi. Dạ. Bây giờ là mấy chị là O70. Em với Ấn là O60. Mà thôi phục tùng đa số đi. Em sẽ tặng mấy chị bài thơ O70. Vỗ tay các người. Vỗ tay. Em còn bé lắm. O70. Vẽ chuột trắng chim lên mặt trời, tóc pha sợi bạc thêm duyên vàng, môi hồng vẫn đượm nét xuân tươi. Gườm chuột chàng ơi nâng nhẹ nhẹ kẹo vợ ngọc nga giữa cuộc vui. Đi nghe.
Đời con dài lắm, em còn bé, tí xíu à. Thưa anh, em mới o 70. Rồi em ngâm lại cái mọi người vòng tay nha. Em ngâm lại hai câu cuối, cái điện câu cuối là mọi người vòng tay nha. Em còn bé lắm. Đời con dài lắm, em còn bé. Thưa anh, vòng tay lại. Anh, thưa anh, em mới o 70. Mặt trời đã lên rất cao. À, nhóm O 60-70 đang bơi trên biển Đà Nẵng. Đoạn này là biển Mỹ Khê hả? À, cái biển á, là đặt tên theo cái địa phương. Cũng là biển nhưng mà có đoạn là Mỹ Khê, có đoạn là à, là tên khác. Ở đằng xa kia là Nông Nước. Yeah. Bên kia là Tiên Sa. Đó là núi Sơn Trà. Và à, hôm nay bên phía đó là sương mù. À, kiểu là chọi quá không thấy hình tường của nắng quá Đức Phật Bà, à, nắng quá đi hành hạt đoàn đấy, hành hạt đây hôm nay quá sáng là vui, vui quá đẹp quá, thử là sáng đấy là đóng hàng không hàng mà gặp đông vui ghê, à dễ thương ghê, đông hàng à, mà công nhận ra đây là tha hồ nữ giới thoải mái ấy, gần phải ra xa. Đúng rồi đó, ẩn hẳn ba đi ẩn. Không có cân nhạc đâu. Không hát là mình hát đó. À đúng rồi đó, chị hạt đấy, đúng rồi đó. Hạt đấy. Rồi rồi, chị gần đi tới tới gần em tí nè, vì em đang cầm máy là em không bơi được. Chị Hạnh. Chị bơi tới gần em xíu đấy. Vô dòng lăng mẹ. Em bấm máy rồi đó. Thơ trong hiếu để mà tua, cũng như trong hiếu xét ngựa khắc tâm, ý chứ làm vợ có lòng. Cái thời gia kính mẹ của trong hiện nhà, cả người phủ bình đó mới 12 tuổi tên là Thổ Hương, mã gia sắm định Tổ Cương. Chứ chồng là Quý Ngạc phải theo đường thử như kinh. Ở nhà giữa một lần tình nguy nạ trọng hiếu trọng tình thổ ngay ngày thầy kiếm chị nhớ mai. Đối lệ tắm bóp chân ta mà dần. Chân chồng là mẹ chồng đó hả? À mà dần. Dạ. Chồng thời đi hạt đường xa năm canh với những vô ra à một mình. Ở số cho thủy trùng tình kể cô chớ bước gặp gần em ơi. Tuổi thầy nằm lại một bên giữa đừng nằm ngửa cho nhanh trong rồi khi ăn chớ đứng em ơi. Khi ngủ đứng dậy giang thì đập lên là khi công nó có bầu á. Dạ. Thầy nó là dạng đó. Dạ dạ dạ. Đi thời nhẹ nhẹ bằng chân biểu đừng có bước chân chân mà đi em thương ai minh mấy dẫn là lời này đạt công vô dọa thì mẹ thì đi tu mẹ thì thêm lo chứ đạt công vô dọa mẹ thì à dạ hả em còn ngay câu nữa thương ai minh chị bác thì đi cả nặng nặng bên đây nè thương ai minh mấy dẫn giờ rồi he trâu chớ bước chuồng bò chở vô lửa còng mấy cốc lỗ đồ dây dùng chớ dứt à mà à mò chị thuộc mai ghê rồi có quá rồi trâu 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 quá để thôi bao lần nghỉ thế em tắt máy để em bơi nghe rồi vâng nghe sóng ơi đưa chị vào bờ chị bơi đã mỏi xin nhờ em nâng cảm ơn sóng biển ân cần hắc đà chạm cát muôn phần vui sao.